Ngài từ bỏ không thầy chỉ dạy. Buddhang Saranam Gacchami, con em mới lòng thành kính xin quy y Phật. Dhammang Saranam Gacchami, con đem mới lòng thành kính xin quy y Pháp. Sanghang Saranam Gacchami, con em lòng thành kính xin quy y Tăng. Dutiyami Buddhang Saranam Gacchami, con em mới lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Dutiyami Dhammang Saranam Gacchami, con em mới lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Dutiyami Sanghang Saranam Gacchami, con em mới lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tatiyami Buddhang Saranam Gacchami, con em mới lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tatiyami Dhammang Saranam Gacchami, con em mới lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tatiyami Sanghang Saranam Gacchami, con em mới lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Buddhang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật. Dhammang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp. Sanghang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng. Dutiyampi Buddhang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ nhì. Dutiyampi Dhammang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ nhì. Dutiyampi Sanghang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng thứ nhì. Tatiyampi Buddhang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ ba. Tatiyampi Dhammang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ ba. Tatiyampi Sanghang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng lần thứ ba. Tì Sarana Kahanam Paripunang, phép quy y Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Ma phần tê giả xin vâng. Ba na ti ba ta vê ra ma ni sê kha pa năng sa ma ya mi, con xin vâng giữ điều học là có ý tánh xa sự sát sanh. Adina da na vê ra ma ni sê kha pa năng sa ma ya mi, con xin vâng giữ điều học là có ý tánh xa sự trộm cắp. Kame sumichaha chara veramani sikha badang samayami, con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự tà dâm. Musawada veramani sikha badang samayami, con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự nói dối. Sura merayama chappama dathana veramani sikha badang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Panatipata ramani sikha badang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana veramani sikha badang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự trộm cắp. Kame sumicchacara veramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự tà dâm. Musawada veramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự nói dối. Sura meraya macha pamatatana veramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự dễ dối u rêu và các chất say. Ý
Imani bancha sikha padane sa thugan katwa apamade nanichaka lang samma rakitabang. Chư thiện tín nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch với vẫn giữ hành theo trên trọn đời nên vui vui. A ma phan te dạ xin vâng. Sĩ là na su ca tăng nhân tì, sĩ là na phu qua sa ma đa, sĩ là ni ni phu tăng nhân tì, tas ma sĩ là vi so tha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ nên chư thiện tín phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu lần thay. Dạ, thay mặt đại chúng trong rung, con xin được thành kính tri ân đại đức Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt cho đại đức Tăng để truyền tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Quý lòng thành kính làm lễ tám giấc tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới phần phước phát sanh lên. Chúng con xin hồi hướng đến các vị ân tỷ tổ bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc nội ngoại anh của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh. Bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Kha Giá. Dạ, kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể đạo tràng, và sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới Vatana xin được nhường lại cho Sip MC Nhật Thủy. Kính mời Sip Nhật Thủy. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Minh Vatana. Dạ, cảm ơn sự đàn đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn Quang Thanh. Con thành kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tự Đức cùng Chi Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào Minh Vatana, kính chào Buôn Bỏ, kính chào Cẩm Vân. Mến chào Maharaja, mến chào Thi An Lạc, mến chào Thanh Thủy, mến chào Sức Rạng Đông, mến chào Châu Phan, kính chào IQ em đó. Mến chào Sức Thành Kiểm, kính chào Chanh Đá Rá. Mến chào Quang Thanh, kính chào Ngọc Đăng. Một lần nữa, con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Nhật Bình, kính chào Đạo Tràng. Sa thú rành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ ra mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tâm nguyên ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Minh Vatana đã thay mặt đạo tràng lễ bái tâm bảo và thọ trì quy giới. Nhật Quỳnh cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Sức Rạng Đông đã mở rung và cho đạo tràng thính pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, cảm ơn Minh Vatana đã cho bài học. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức Tự Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn để tiên phong ôn bài pháp quốc kinh số 144. Dạ, sư có trước máy không bạch sư? Sư cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời Vinh Quát Tha Ná, mến mời Sức Rạng Đông, mến mời Thanh Thủy, mến mời Cẩm Vân, mến mời Sức Hành Kiểm, mến mời Quang Thanh, kính mời quý vị hoan hỷ trong đạo tràng hoan hỷ đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, bây giờ thì con chưa thấy tín hiệu của đại đức Tuệ Đức. Dạ, chắc sư không có trước máy rồi. Dạ, sa thủ mời Rạng Đông mở hàng ngàn. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời tất cả quý vị trong đạo tràng. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh nhường mic cho Rạng Đông nha. Sa thú, em cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Cũng đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng.
Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức. Con kính chào đạo tràng. Dạ thưa thấy thấy đủ hết Quỳnh. Kính cảm ơn Quỳnh đã post bài. Kính cảm ơn chị Nhất Quỳnh cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 144. Aso ya tha pha tro ka sa ni vit tho a ta pi no sang we ki no a wa tha sa tha ya si le na cha wi ri ye na cha sa ma thi na tham ma wi na cha ye na cha sam pa na vit cha cha ra na pa tit sa ta ca hit sa tha duk Kami đằng á nắp ba căn á sô giá tha pha trô ca sa ni thô a ta pi nô sang quê ghi nô pha hòa tha sa tha giá si lê na cha quy ri dê na cha sa ma thi na tham ma quy nít cha dê na cha sam pan na quýt cha cha ra na pa tích sa ta cha hít sa tha du kha mi đằng a nắp pa căng a so ya tha pha tro ca sa ni vít thô a ta pi no sang mê ghi no pa hoa tha sa tha ya si lê na cha quy ri dê na cha sa ma thi na tham ma quy nết cha về na cha sam pan na quýt cha cha ra na pa tít sa ta cha hít sa tha du kha mi đằng a nắp pa căng như ngựa hiền chạm roi hãy nhiệt tâm hăng hái giới tính giới tinh tấn thiền định cùng trạch pháp minh hạnh đủ chánh niệm đoạn khổ này vô lượng. Bản dịch của Thượng Thích Minh Châu. A so ya tha pha tro ka sa ni vit tho a ta pi no sang we ki no pha wa tha sa tha ya si le na cha wi ri ye na cha sa ma thi na tham ma wi na cha ye na cha Sambana vichcha charana patit sata chahit sata dukhami đằng anappa căng. Ngựa hiền chỉ thấy bóng roi, tinh cần giới đức sáng ngời tính tâm, định thiền trạch pháp suy tầm, kiến tri đạo hạnh trong ngần như gương, đủ đầy chánh niệm lên đường, những người như vậy tai ương tặng lìa. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức, kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sa thú, sa thú, kính cảm ơn Sức Rạng Đông. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thường Tòa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Trung Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 144. Aso giá tha patro kasa ni vitho atapino samwe gino pa wa tha sat tha giá si lê ná chá quý rí dê ná chá sa ma thí na tham má quý ni chá dê ná chá sam pan ná quý cha chá ra na
Patisanta Chahisatha Dukhamidang Anapakang Atso Yatha Patro Kasani Mitho Atapino Samweino Pawatha Sattha Yasile Nacha Viriye Nacha Samathina Thamma Vinit. Chá về ná chá sampa sampan ná quý quý chà chá ra na pá tít sa ta chá hít sa tha đúc khá mi đăng á na pá căng á sô giá thà pá rô cá sa ní quý thô á ta pí nô sâm quê ghi nô pá hoa thá sắc thà giá si lê ná chá quý rí dê ná chá sa ma thi na thầm má quý quý nít chá dê ná chá sâm bàn ná quý chá ra na pá tít sa ta chá hít sa thá đúc khá mí đăng á ná pá căng như ngựa hiền chẳng roi. Hãy nhiệt tâm hăng hái với tính giới tinh tấn thiền định cùng trạch pháp minh hạnh đủ chánh niệm khổ đoạn này vô lượng. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Ngựa hiền chỉ thấy bóng roi tinh cần, giới đức sáng ngời tính tâm thiền định. Định thiền trạch pháp suy tầm kiến tri đạo hạnh trong ngần như gương. Đủ đầy chánh niệm lên đường những người như vậy tai ương tận lìa. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Dân đã ôn bài xong, vẫn mời bằng tay Sittina hạnh kiểm nha. Xin Quang Thanh và kính mời quý vị nha. Con kính thánh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính thánh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài câu pháp cú số 144. Asso yatha vajro kasa niwintho Anapino sangwe gino fa wata santa yasile na cha viriye na cha samathina thamma vinicca ye na cha sampanna vicca charana patissata chahinsatha dukkha midang anappakang anso yatha fa tro khasa ni vin tho atapino sangwe kino va vata santa yasile na cha viriye na cha samathina dhamma vinicca ye na cha sampanna vicca charana patissata chahinsata đúng khá mi tăng anap ba căng. Như ngựa hiền chạm rồi, hãy nhiệt tâm hăng hái với tính giới tinh tấn thiền định cùng trạch pháp minh hạnh đủ chánh niệm đoạn khổ này vô lượng. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Anso yatha vajrokasani vintho Anapino sangwe kino fa vata
Santhaya sile na cha viriye na cha Samadhi na thamma vin vin cha ye na cha Sampanna vin cha 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 ra thin ta Ahin santha dung khami dang anam pa kang Ansuya tha vatru khasa ni vin thu Anapino sam vekino fa vata Santhaya sile na cha viriye na cha Samadhi na thamma vinin cha ye na cha Sampanna vicha charana patin sata Chahin santha dukha vidang anampakam. Ngựa hiền chỉ thấy bóng roi, cần dứt sáng ngời tĩnh tâm, định thiền tập pháp suy tầm, khiến tri đạo hạnh trong ngầm như gương, đủ đầy chánh niệm lên đường. Những người như vậy tai ương tận lìa của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô thư nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức và Đại Đức Tịnh Đạt. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Và con kính thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Tự Quyền. Và con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin đọc bài câu Pháp Cú. Xin đọc Pháp Cú một. Cô Nhật Quỳnh bắt bài con với. Atso ratha fatro kasa nit vitho Atabino sang kwe gino fawatat satarasile Nacha kwirire nacha samathina Thamma kwinik cha re na cha ram ban na quy cha cha ra cha na batit sata cha hit satha duk khami dang anapakang atso ratha patro kasani vitho at Ta bi no sang quê ghi no pha Hòa thát sát thà ra si lê na cha quý ri Rê na cha sa ma thi na Tham ma quý nít cha rê na cha sa ba na Ba na quý cha na ba ti Sata Chahit Sat Satha Duk Khami Đăng Anapakang. Như ngựa hiền chạm roi, hãy nhiệt tâm hăng hái với tín giới tinh tấn, định cùng trạch pháp, tinh hạnh đủ chánh niệm, đoạn khổ này vô lượng. Đấy của bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ngựa hiền chỉ thấy bóng roi, tinh cần giới đức sáng ngời tín tâm, định thiền trạch pháp suy tầm, kiến chi đạo hạnh trong ngần như gương, đủ đầy chánh niệm lên đường. Những người như vậy tai ương tận lìa. Đấy là của bạn dịch Hòa Thượng Giới Đức. Atsurata Farukasa Nikirito Atamino Sangwegino Pagawata Satarasile Nachakwire
con đã đọc xong, con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Con cảm ơn chú Phật Thà Na đã bót bài ạ. Sa thu lành thay quang thành. Nam mô Phật Thà Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đại lễ cho Đại Đức Tăng trong đạo tràng, kính chào toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin được kể kinh pháp cú số 144. Dạ, kính cảm ơn xin trần truyền, xin tận đồng quang thành cho biết nghe rõ. Aso yatha padro kasani vito atapino sangvejino pavata sattaya sile naja virye naja samadhina thamma vinicaye naja sampanna vichacharana patisata jahi sattha dukhamidang anapakang. Như ngựa hiền chạm roi, hãy nhiệt tâm hăng hái với tín giới tinh tấn thiền định cùng trạch pháp minh hạnh đủ chánh niệm, đoạn khổ này vô lượng. Bản dịch của Ngài Minh Châu: ngựa hiền chỉ thấy bóng roi, tinh cần giới đức sáng ngời tín tâm, định thiền trạch pháp suy tầm kiến tri, đạo hạnh trong ngần như hương, đủ đầy chánh niệm lên đường. Những người như vậy tai ương tận lìa. Bản phổ thơ của Ngài giới đức. Nam mô Phật Thà Ya, còn xin được xuống mình. Kính mời xích nhật huỳnh nha. Còn có xích thôi đó. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Minh Pháp Thà Na. Nam mô Phật Thà Ya, dạ con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Quyền, Đại Đức Tịnh Đạt, cùng chư tôn đức vừa ban năm giao đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em lao hữu, mến chào tâm pháp vừa vào đạo tràng. Và Nhật Quỳnh thấy xích hành kiểm nở nít, hành kiểm ơi, hành kiểm có ôn bài được không? Nếu ôn bài được, hành kiểm và tâm pháp có thể đưa bàn tay lên. Nhật Quỳnh nhường mít ạ. Nam mô Bụt Thà Ya, và hành kiểm và tâm pháp có ôn bài không? Có ôn bài được không thì mời tâm pháp nha. Nam mô Bụt Thà Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con thành kính đảnh lễ cho tôn đức tăng, con thành kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh, con thành kính đảnh lễ đại đức Tịnh Đạt, con thành kính đảnh lễ đại đức Tuệ Đức, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu và con kính tri ân đạo tràng cho biết âm thanh rõ. Và con xin đọc lại, tại con thấy tới giờ rồi. Con kính kính tri ân xích Tị Na, xích Nhật Quỳnh. Và con xin phép đọc câu Phật ngôn 144. Lâu quá con không đọc, cái sai con xin xin hỏi đạo tràng. Aso yatha paro kasa nikvito ata pino sangwe kino pagwa thasatha yasi le nachaviriye nachasamathina thamma vinicchaye nachasambanna vicca charana patissata chahissatha dukkhamidang anapakang. Con xin đọc cái phần tiếng Việt. Như ngựa hiền chạm roi, hãy nhiệt tâm hăng hái với tín giới tinh tấn thiền định cùng trạch pháp minh hạnh đủ chánh niệm, đoạn khổ này vô lượng. Của hòa thượng Thích Minh Châu: ngựa hiền chỉ thấy bóng roi, tinh cần giới đức sáng ngời tính tâm, định thiền trạch pháp suy tầm kiến tri, đạo hạnh trong ngần như gương, đủ đầy chánh niệm lên đường. Những người như vậy tai ương tận lìa. Dạ con kính tri ân chú Quách Thà Na, xích Nhật Quỳnh. Dạ con đọc ngắn thôi, con thấy tới giờ rồi. Dạ con kính tri ân đạo tràng. Nam mô Bụt Thà Ya. Dạ, kính mời xích Nhật Quỳnh. Dạ sa thủ kính cảm ơn tâm pháp rất là nhiều. Dạ Nhật Quỳnh thấy xích hành kiểm mà tâm pháp xuất hiện khi nít đó thì có thể cầm mít được.
mời lên để ôn bài, để góp một phần đạo tràng được sinh động ạ. Dạ, rất là cảm ơn đạo tràng. Nam mô Bích Hai giá. Dạ, cảm ơn Tâm Pháp, cảm ơn Văn Thanh cho Nhục Bình biết được tín hiệu. Nam mô Bích Hai giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Nhục Bình kính chào đạo tràng, sa thú đành thai. Nhục Bình kính cảm ơn Thích Rạng Đông, cảm ơn Thi Na, Văn Thanh, Tâm Pháp và Huynh Quách Hà Na đã hoan hỷ ông bài pháp của kinh số 144. Dạ, bây giờ thì đã đến giờ học bài mới, một câu pháp của kinh số 145. Nhục Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhục Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Tịnh Đạt giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Hà giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên Vận ngầm ngồi gẳng khoảng, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hay. Biết lòng mở đạo dạy đời, A Nhâm Vương Lộc Cha ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là Nhôm Kiều Trận Như, được nệm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Hà giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từng nguyên sự cũng như ý nghĩa câu pháp của kinh số 145. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, Nam mô Bụt Hai giá. Dạ, con kính lễ chư tăng và mến chào toàn thể quý vị. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu âm thanh cũng như là hình ảnh tốt ạ. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hôm nay ngày thứ sáu như thường lệ thì chúng ta sẽ tiếp tục sinh hoạt diễn đàn pháp cú kinh. Thì hôm nay chúng ta sẽ sinh hoạt học đến câu kệ ngôn pháp cú số 145, câu pháp cú cuối cùng trong phẩm Đanh Đa Quốc Giáo phẩm hình phạt. Nhà quý vị đã sẵn sàng thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho cuộc sinh hoạt ngày hôm nay. Arahaṃ samma sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādhayami sakkhato bhagavata dhammo Thammang namassami
Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namami. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ngày sinh hoạt ngày hôm nay, ngày thứ sáu, chúng ta sẽ tiếp tục đến câu kệ Pháp Cú số 145, phẩm Danta Vakka, phẩm hình phạt. Dạ, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cho cái buổi sinh hoạt. Câu kệ ngôn Pháp Cú số 145 có nội dung như sau. Udakanhinayanti metika Usukara namayanti techanan Darung namayanti tachaka Atanang damayanti subhata Udakanhinayanti netika Usukara namayanti techanan Darung namayanti tacaka Atanang damayanti subhata. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên. Người thợ mộc uống ván, bậc tự điều điều thân. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên. Người thợ mộc uống ván, bậc tự điều điều thân. Bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, cảm ơn quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu ngữ vận của câu kệ ngôn Pháp Cú số 145 này. Trước tiên thì chúng ta cũng tìm hiểu qua Việt ngữ văn xuôi của Ngài Yên Đá Chanh Đá Chánh Thân. Udakanhinayanti nitika Usukara namayanti techanang Darung namayanti tachaka Atanang namayanti sapata. Đúng vậy, những người đào kênh dẫn nước, những thợ làm tên uống nắng cây tên, những người thợ mộc tạo dáng thanh gỗ, những vị có sự hành trì tốt đẹp chế ngự bản thân. Nhờ kính lễ để tự đức, chúng ta sẽ tìm hiểu ngài về sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú 145 này. Câu đầu tiên là Udakanhinayanti netika. Udakan, Udakanhi hay là Udakanhi, cách nào viết cũng đúng như thế quý vị ha. M chứa hoặc là N chấm dấu ngã. Tại vì khi mà mình tách ra hoặc là mình để gần cái chữ hi. Udakan có nghĩa là nước. Hi thật vậy, đúng vậy. Udakan là nước. Ý, thật vậy, đúng vậy. Nayanti dẫn nước, dẫn dẫn nước bằng cách là xẻ kênh, đào gạch đó, thưa quý vị. Người nông dân thì dùng cái kênh gạch để mà dẫn nước từ sông lớn đi vào những cái thửa ruộng nhỏ. Dẫn netika, netika là người, người đào kênh, người dẫn nước đó. Netika cái người làm cái hành động dẫn nước. Câu thứ hai là Usukara namayanti techanang.
Usukaranamayanti techanang. Usukara, chúng ta có cái từ là usu cộng với là vậy à, kara. Usu là mũi tên, kara là cái hành động làm. Cái hành động làm thì được ghép lại là Usukara, là cái người hay là cái hành động làm thành phẩm cái mũi tên đó, thì chúng ta có cái nghĩa là người làm tên, người làm nó ra cái mũi tên thì chúng ta gọi là người làm tên, cung tên đó. Namayanti, Namayanti là uống nắng, uống nắng, uống nắng. Cái việc uống nắng làm cho cái mũi tên hay là cái cây tên nó thẳng như ý là cái người làm. Namayanti uống nắng. Tê cha năng là danh từ, không chỉ là cái cây tên. Người làm tên, uống tên à, người làm tên, uống. Chúng ta thấy ở trong cái câu kệ này, chúng ta thấy rõ từng câu một, từng chủ từ, từng danh từ, từng cái từ mà đặt cái vị trí nó không có theo cái thói văn xuôi. Trong Bali thì cái văn xuôi á, thường á, là chủ từ đứng trước, rồi tới túc từ, rồi tới động từ. Đó là cái vị trí trong cái văn xuôi, nhưng mà trong văn kệ thì sẽ bị đảo rất là nhiều vị trí. Giống như chúng ta thấy hai câu đầu chữ Udakan là túc từ, Nayanti là động từ đặt ở giữa, Netika thì là chủ từ đặt ở cuối. Còn câu thứ hai thì Usukara chủ từ đặt ở đầu, Namayanti động từ đặt ở giữa, và Tê chánh năng túc từ đặt ở cuối. Đây thì cho nên á, cái ngôn ngữ Pali á được xem là một ngôn ngữ trí. Có cái tiếng nổ gì trên con á. Có cái gì không vậy? Có gì nghe tiếng nổ to quá nhỉ? Trong ngôn ngữ Pali, thưa quý vị, là một ngôn ngữ mà phải nói là ngôn ngữ trí tuệ, tức là không phải dựa cái vị trí hay là cái ý nghĩa của cái từ đó, mà phải dựa theo cái cách chia và cái từ loại, mà cái vị trí hay chức năng của cái từ đó là cái gì trong câu. Cho dù là đảo được, đảo xuôi, không có đúng cái vị trí thường khi, nhưng mà cái ý nghĩa câu thì vẫn không thay đổi, nhiều khi lại mất tỉnh lược nữa. Thì đó là cái ngôn ngữ Pali, là ngôn ngữ trí tuệ, mình cần phải tư duy rất là nhiều. Tiếp tục là chúng ta câu thứ ba, Darung Namayanti Tachaka. Darung Namayanti Tachaka. Darung là cái thanh gỗ, thanh gỗ. Namayanti là uống nắng, giống như là câu thứ hai. Uống nắng ở đây á, cũng là cái danh từ, cái động từ tí, nhưng mà chúng ta sẽ hiểu từ cái hoàn cảnh khác nhau. Tại vì chữ cái câu thứ ba này là Tachaka là người thợ mộc, mà cái người thợ mộc thì uống nắng ở đây không phải là uống nắng cho cái thanh gỗ nó thẳng, mà là đẽo gọt cái thanh gỗ nó theo cái hình thù mà cái người thợ mộc nó muốn. Giống như là làm một cái bánh xe, làm một cái
cây đố, làm từng cái căm xe, vân vân. Ừ. Nhưng mà trong Pali vẫn dùng cái từ là lamayanti để mà thể hiện cái việc mà thay đổi cái hình dạng theo cái ý muốn của người thợ. Câu thứ tư đó là attanang damayanti sappada. Attanang damayanti sappada. Attanang là bản thân mình. Damayanti. Damayanti ở đây có cái nghĩa đó là khéo huấn luyện. Cái từ này chúng ta cũng vừa gặp ở một số câu trước gần đây. Damayanti. Sapata. Sapata có từ là sú cộng với lại vata. Sú cộng với vata. Sú là khéo léo, là tốt đẹp. Còn vata là sự hành trì, sự thực hành. Thì suppata là có cái sự hành trì tốt đẹp. Có cái sự hành trì tốt đẹp. Cái người có cái hành trì tốt đẹp, giống như là người có cái hạnh tốt đẹp, thì thu thúc bản thân. Thu thúc của bản thân mình. Câu kệ ngôn pháp cú số 145 này chúng ta nhớ lại, chúng ta có từng học một câu pháp cú tương tự như câu pháp cú này ở phẩm hiền trí. Và cái câu kệ ngôn này chúng ta cũng vừa mới ôn vào ngày chủ nhật, cái lớp ôn tập cuối tuần chúng ta cũng có ôn cái câu này rồi. Đó là cái câu số 80. Câu số 80 liên quan đến một cái vị Sa-di Pandita, cũng y chang cái câu này luôn. Và cái tích truyện ngày hôm nay chúng ta ôn á, chúng ta học cũng là một vị Sa-di đồng của với lại Sa-di Pandita, cũng y chang cái câu này luôn. Thì có thể đó là nhân duyên trùng lập, và hai vị này có một cái nhận cái duyên lành về về cái gọi là hiểu pháp đó gần giống nhau, cho nên có một cái cách tiếp cận Đức Phật ngày thuyết cái câu kệ có cái nội dung tương đương với nhau. Thì thưa quý vị, đó là cái phần sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 145. Thì bây giờ chúng ta sẽ đọc lại một lần nữa câu kệ ngôn pháp cú số 145 trước khi chúng ta đi vào phần ý nghĩa và duyên sự. Câu kệ ngôn 145 phẩm Đanh Đông Quốc Gác. Udakanina yanti netika Usukara nama yanti techanang Darung nama yanti tachaka Atanang dama yanti sabata. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống ván, bậc tự điều điều thân. Hoặc là bản Việt ngữ của ngài Giới Đức: đào mương dẫn nước khéo thai, mũi tên công vại uống ngay chẳng phiền, gỗ vên thợ mộc đẽo liền, khiến tà thành chánh, trí hiền nhiếp tâm. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sao tự nhiên mình nói chuyện cái hơi nó không có đủ, không có đủ hơi. Dạ thưa quý vị, câu kệ ngôn pháp cú số 145 được ngày thuyết giảng khi trong một thời gian mà người ngài ngự tại Chetawana Vihara kỳ viên tự, đề cập đến một cái vị sa di tên là Sukha.
Sukha có nghĩa là hạnh phúc. Vị sa di này đắc đạo năm 7 tuổi, thưa quý vị. Đắc đạo năm 7 tuổi đắc bán thánh đạo thánh quả A La Hán năm 7. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái cái duyên lành nào mà cái vị sa di này đắc đạo năm 7 tuổi, và cái nguyên nhân tại sao mà cái vị này có cái duyên lành như thế. Bây giờ cái câu chuyện này thì cũng khá là dài, nên Tịnh Đạt sẽ nhấn mạnh vào những cái điểm cốt yếu. Cái vị sa di Sukha, chúng ta gọi tên Sukha cho quen ha. Vị sa di Sukha là đệ tử của ngài Sariputta. Sariput, quý vị cũng cố gắng làm quen những cái danh từ được nhắc tới nhắc lên, nhắc tới nhắc lui trong Pali. Vị sa di Sukha là vị đệ tử của ngài Sariput, tức là ngài Xá Lợi Phất đó. Thì cái vị sa di Sukha này, từ khi mà mẹ của ngài mang thai đó, từ khi còn trong bụng mẹ cho đến lúc sinh ra, có những cái điều rất rất là lạ, khác hẳn với những cái đứa bé khác. Tức là khi mà người mẹ mang thai cái vị sa di Sukha này đó, thì người mẹ rất là thích nhìn thấy chư tăng, nhìn thấy hình bóng của chư tăng, rất là thích thỉnh chư tăng đến nhà để mà cúng dường trai tăng. Một cái điểm, tại vì trước khi bà mang thai thì bà không có những cái mong muốn này, nhưng mà từ khi bà mang thai đó thì bà có những cái thay đổi. Giống như là chúng ta biết những người phụ nữ mà thai có những cái sở thích rất là độc lạ, nhiều khi dơ nữa, nhưng mà đó là cái thời kỳ thai nghén, mình không có giải thích được. Nhưng mà trong cái trường hợp này đó, thì những cái biểu hiện của người mẹ khi mang thai đó, đó là một cái điềm cho một cái vị phi thường xuất hiện ở thế gian và có cái duyên lành với Phật Pháp. Cho nên mà khi mà sanh ra thì người mẹ liền phát nguyện ở trong tâm, tức là cái người con của mình sau này mà muốn trở thành cái gì đó, muốn ước nguyện thành cái gì đó, thì bà sẵn lòng để chấp nhận chứ không có cản trở. Đương nhiên là cái việc đó chính đáng. Thì khi mà được 7 tuổi đó, và khi mà được 7 tuổi, khi mà đã trưởng thành, đã biết đi, biết nói chuyện, thì Sukha liền xin mẹ được xuất gia với người thầy của mình là ngài Sariput. Thì lúc đó người mẹ rất là hoan hỷ với cái tính tâm của một cái thiện tính, và cũng như là cái phát nguyện ở trong tâm khi cậu bé vừa lọt lòng đó, thì bà liền chấp nhận, không có cản cái người con. Dừng lại chỗ này tí xíu, đó là ở trong trường hợp này đó, thưa quý vị, cả hai người Sukha và mẹ Sukha đã hoàn thành tốt cái nguyện vọng xuất gia của mình. Bản thân Sukha thì có cái ước nguyện xuất gia từ tiền kiếp, và người mẹ Sukha đó, mẹ của Sukha đó, lại có một cái việc làm hết sức là đúng đắn, là không có cản trở cái người con mình sẽ xuất gia, mà hoàn toàn chấp nhận. Cái điều này Tịnh Đạt muốn dừng lại, đó là một cái điều, đó là những người bậc phụ huynh đó, chúng ta có người con muốn đi xuất gia, tuy là còn nhỏ,
năm 10 tuổi, 15 tuổi, 20 tuổi, tuổi trẻ xuất gia, thì khuyên quý vị đừng có bao giờ mà ngăn cản. Hoặc là người con, người cháu, người quen biết, bạn bè, quý vị không có không có quan hỷ thì quý vị giữ im lặng, không có mong muốn thì đừng có bao giờ cản trở, bởi vì cái việc đó là cái chướng duyên rất là lớn, rất là nguy hiểm. Bởi vì cản trở một cái chúng sanh, tuy rằng chúng sanh nó không phải là một cái chúng sanh kiếp chót của một vị A-la-hán, tại thời chúng ta thì rất là hiếm cái việc đó, nhưng mà cản trở cái gieo duyên lành, gieo cái giống bồ đề giải thoát á, xuất gia là một cái chánh tư duy, một trong chánh tư duy là một cái suy nghĩ ly dục, ly thế gian, xuất thế gian để mà tìm hướng về con đường giải thoát, mà chúng ta cản trở thì phải nói là cái chướng duyên cho mình rất là lớn, mà sau này nhiều khi chúng ta lại không có cái duyên gặp Phật pháp, thì đó là một cái điều rất là tại vì mình không có xuất gia được mà mình thấy người khác xuất gia mà mình cản đó, thì cái điều đó đều không có nên. Quay lại với cái duyên sự đó là Pandita và người mẹ của Pandita đã làm rất là tốt để mà hoàn thành cái ước nguyện xuất gia. Khi mà xuất gia vào trong giáo pháp đó, thì Sayyi Pandita đi theo thầy của mình là Ngài Sariput để mà học đạo, để mà Ngài săn sóc, Ngài dạy dỗ. Và cũng như là cái vị Sayyi Pandita mà chúng ta vừa nhắc khi đầu buổi sinh hoạt đó, khi mà xuất gia Sayyi đi theo là Ngài Sariput, và một lần nọ trên đường đi khất thực cùng với thầy của mình thì đi qua những cái cánh đồng, đi qua những cái nơi làm việc của dân làng, thì tuổi nhỏ mà thấy cái gì cũng thắc mắc, nhà thấy cái gì cũng thắc mắc, cái gì cũng mới lạ đối với mình, thì hỏi thầy của mình, người đó đang làm cái gì vậy? Thấy cái người nông dân đào rãnh, đào mương để mà dẫn nước thì cũng thắc mắc. Thì người thầy với cái tâm từ tốn giống như là người mẹ như vậy đó, khi con mà thắc mắc á, thì nó rất là từ tốn để mà giải thích, rất là kiên nhẫn. Thì mấy ngày mới nói là người ta đang làm cái việc mà dẫn nước, đào rãnh để dẫn nước. Thế cái vị Sa Di lại hỏi tiếp là nước có tâm thức hay không? Nước thì không có tâm thức. Thì cái vị Sa Di lại nghĩ rằng nước không có tâm thức, nhưng mà người ta vẫn có thể khéo léo để mà sử dụng nó, để mà dẫn đường cho nó, mang lại cái lợi ích cho cái việc nuôi trồng lúa, cây ăn trái, hoa màu. Thế thì tại sao bản thân mình là người có trí tuệ, người có sự hiểu biết, người có tâm thức thì lại không có hướng dẫn tâm mình, kiềm chế tâm mình trước những cái cám dỗ, những cái phiền não. Thế rồi những gặp qua cái cánh đồng thì gặp những cái người khác, những người thợ khác, người thợ làm tên, người thợ mộc. Cũng đặt những câu hỏi y tương tự như vậy và rút cho mình những bài học về cái sự kiểm soát bản thân. Tới lúc đó thì cả hai trường hợp giống như là Sayyi Pandita cũng như là Sayyi Sukha đều xin phép thầy ngừng cái việc khất thực đó đang gian dở, mà trở về tịnh xá để mà chiêm nghiệm những cái đề mục, những cái pháp mà mình thấy trên đường liên quan đến cái sự tu tập kiểm soát bản thân. Thì trong câu chú giải thì có đề cập rất là chi tiết về cái việc mà Ngài Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương cũng như là chính bản thân Đức Phật đã hỗ trợ cho cái vị Sa Di Xú Khá.
giữ cái âm thanh không có bị ồn ào, giữ cái mặt trời mặt trăng không có trôi quá nhanh, và cũng như Đức Phật ngài giữ chân ngài Sariput trong khi cái vị sa di đệ tử Sukha đang trong một cái giai đoạn hết sức là quan trọng để mà chuyển một bước chuyển từ phàm sang thánh. Thì sau cái sự kiện đó, cái vị sa di Sukha 7 tuổi đã thành đạo, đã chứng ngộ đạo quả A La Hán, đạo A La Hán quả năm 7 tuổi. Quý vị thử hình dung một cái vị, chúng ta hình dung một cái người, một cái đứa bé 7 tuổi thì nó không có lớn quá lớn đâu. Với một cái tâm của một vị đoạn tận lậu mặt, không còn phiền não tham sân si, và nhận cái bát thức ăn mà ngài Sariput, ngài thầy của mình mang về cho mình đó, ngồi quán tưởng và dùng bữa cơm trưa ngay cái thời điểm mà vừa thành đạo thành quả A La Hán. Một cái vị sa di tuổi nhỏ bình thường mình gặp á, mình đã rất là mến rồi. Tuổi nhỏ mà mặc trên mình một cái chiếc y thì phát lên mình tự nhiên có một cái tăng tướng, chúng ta gặp chúng ta rất là hoan hỷ trong lòng, chúng ta rất là mến. Nhưng mà ở đây á, là một cái vị thánh tăng trang nghiêm trong từng cái cử chỉ, trang nghiêm trong từng cái quay nghi, trang nghiêm trong từng cái quán tưởng, thì một cái hình ảnh phải nói là kỳ diệu. Nếu một người nào mà có thể chứng kiến được cái ảnh, cái hình, cái lúc đó thì phải nói rằng vĩ lạc phát sanh vô bờ bến. Cái câu chuyện ở đây á, đó là cái câu chuyện duyên sự mà Đức Phật ngài nhắc đến. Bởi vì sau đó thì chư tăng có bàn tán với nhau về cái hiện tượng lạ trong ngày hôm đó, tại sao mặt trời mặt trăng lại đứng giống như đứng giờ quá lâu, và khi mà thời gian vụt trôi thì quá nhanh, giống như là ban ngày thì buổi sáng thì quá lâu, kéo dài quá lâu, nhưng buổi chiều thì quá ngắn. Tại vì chư thiên thích đang giữ cái thời gian bị ngưng lại để cho kịp cái vị này, vị sa di hành thiền cũng như là thọ thực, không có bị phạm cái việc dễ vui trong cái việc thọ thực ăn sái giờ. Thì trong cái thắc mắc của chư tăng, Đức Phật ngài đã kể lại cái câu chuyện cũng như là ngài lý giải cái lý do, và ngài đã nói lên câu kệ ngôn pháp cú này. Thì thưa quý vị, trong cái duyên sự này chúng ta hiểu đó là cái việc kiểm soát bản thân trở thành một cái đề pháp mà một vị sa di 7 tuổi đã lãnh ngộ được một cái bài học quá lớn. Đối với chúng ta thì cái việc đó không phải là quá khó để mà chúng ta hiểu, không phải quá khó mà chúng ta bắt gặp ở cái chuyện thế gian. Nhiều khi chúng ta còn đối diện nhiều cái chuyện phiền phức, nhiều cái hiện tượng kỳ lạ khác nữa, nhưng mà sở dĩ chúng ta không có làm cái đề pháp để mà tu hành được, không có liễu ngộ giáo pháp được, bởi vì chúng ta không có gieo duyên lành, cái ba la mật chúng ta chưa có đủ. Để mà hiểu tại sao mà cái vị sa di Sukha này, hay là cũng kể cả cái vị sa di Pandita, tuy là tuổi nhỏ nhưng mà lãnh ngộ giáo pháp được, đó là do cái duyên lành đã gieo trồng trong quá khứ. Và để rõ hơn thì Tịnh Đạt xin được tóm tắt cái duyên lành nó như thế nào. Thì thứ gì, cái tiền kiếp của cái vị sa di Sukha này có một cái sự kiện rất là đặc biệt, xin được kể tóm tắt nó là ở trong một cái
Varanasi thì có một cái gia chủ bá hộ rất là giàu có, thừa hưởng cái gia tài kết xù của ông cha để lại. Và cái vị bá hộ này mới đặt một cái câu hỏi: tại sao những ông cha của mình chết không mang theo mà để lại những cái tài sản kết xù như thế này? Thì khi mà hiểu rằng khi mà chết thì chỉ tay trắng, chỉ có cái nghiệp duyên mang theo mà thôi. Chỉ có nghiệp duyên mang theo mà thôi, chứ không có cái việc mà mang cái tài sản bên thế giới bên này qua cái tài sản qua cái thế giới bên khác. Vì mỗi thế giới đều có một cái tài sản, một cái nghiệp, một cái sinh hoạt riêng. Thì cái người bá hộ đã suy nghĩ rằng ta sẽ tiêu xài cho thỏa thích trước khi mà ta lìa đời. Không có bỏ lại giống như là ông cha ta đã làm. Thì mà khi người nghĩ vậy đó, thì lập tức tiêu xài một cách rất là xa hoa. Ở đây không gọi là hoang phí mà là xa hoa. Bởi vì không phải là tiêu xài trong cái việc ăn chơi trác táng, không phải là cái việc mà sa đọa bản thân, mà là một cách xa hoa, như là xây dựng cái cơ ngơi của mình bằng những cái chất liệu quý hiếm. Kể cả phòng nhà tắm cũng được trang hoàng lộng lẫy như là một vị hoàng. Rồi kể cả cái cửa sổ, cái nơi mà ông ngồi dùng cơm, cũng bố trí một cái khung cảnh, những cái chất liệu quý giá, vàng bạc, thủy tinh, pha lê, và những cái bát, những cái món vật dụng mà ông sử dụng đó cũng toàn là đồ quý giá. Và ông đặc biệt rất là thích náo nhiệt. Mỗi mà khi mà ngày rằm 30 mà ông chuẩn bị sử dụng những cái xa hoa của mình đó, thì ông lại cho người, cho tiền, cho người đi khắp kinh thành để mà gõ mõ, gõ chiêng, thông báo cho mọi người đến để mà thấy ông sử dụng những cái món đồ xa hoa, xa xỉ như thế. Ông rất là khoa trương. Thì có một thanh niên tên là Patipatika. Đây là thanh niên là tiền thân của vị Sa Di Xuất Khá. Cái vị thanh niên này nhìn thấy cái sự xa hoa, những cái món ăn thượng vị mà trong đời mình chưa bao giờ nhìn thấy, lập tức được đập cửa nài nỉ cái vị bá hộ cho mình thưởng thức một tí xíu cho thỏa lòng. Nếu không thì chắc là không có sống nổi. Van xin nài nỉ. Ông bá hộ nói rằng không làm thì không có ăn. Không có làm thì không có ăn. Không phải tự nhiên mà ai cũng được như vậy, ai cũng xin như vậy, ông cũng chấp nhận thỏa mãn như vậy, thì ông không có làm được. Ông nói là không làm thì không có ăn. Thì cái vị thanh niên Patipatika này lập tức đưa ra cái điều kiện, tức là làm cho ông không công 3 năm, giống như ở rễ 3 năm như vậy đó. Không công 3 năm để mà được thưởng một ngày trải nghiệm cái sự xa hoa xa xỉ giống như là ông bá hộ. Thì ông bá hộ đồng ý, có làm hay có ăn. Thì trong thời gian 3 năm, cái vị thanh niên này làm rất là nhiệt tâm, nhiệt tình. Phải nói là làm bằng cả một cái tấm lòng. Bình thường cái vị thanh niên này cũng rất là tốt, siêng năng. Và thấm thoát 3 năm trôi qua, đến cái ngày được ông bá hộ đáp ứng, một ngày được trở thành một bá hộ, được thưởng thức những cái món ăn thượng vị, thượng cực phẩm, và sử dụng những cái gọi là xa hoa của một người giàu có, được tắm những cái loại nước hoa thơm,
được trải nghiệm một cái nơi bằng toàn bằng những cái chất liệu quý giá. Thì đây là cái mấu chốt. Khi mà thanh niên Pātapatthika trong cái ngày mà được thụ hưởng cái thành quả 3 năm không công của mình đó, thì vào cái thời đó có một cái vị Phật độc giác ở núi vừa xả cái đại định. Và vị này quan sát rằng thanh niên Pātapatthika này rất là có duyên lành để mà tế độ. Ngài liền ôm bát đi đến cái nơi mà Pātapatthika đang thụ hưởng cái thành quả của mình, và cố tình cho thanh niên Pātapatthika này thấy mình. Thanh niên Pātapatthika tuy là một cái người nông dân bình thường, nhưng mà anh có rất là có tính tâm đối với người xuất gia, cái người tu hành, nhất là đối với chư Tăng và chư Phật độc giác. Thì khi mà đang thụ hưởng trong một cái sa hoa lộng lẫy, những cái thức âm, thức ăn, thức uống được bày ra thơm tho, cực phẩm, chuẩn bị cho cái việc là trải nghiệm một lần trong đời rồi, thì phát hiện rằng có một vị Phật độc giác đang nghi khất thực. Cái chỗ này là cái chỗ mấu chốt quan trọng. Thanh niên Pātapatthika liền lập tức suy nghĩ rằng, liền lập tức nghi suy nghĩ rằng, ở đây tịnh đại xin được trích cái đoạn đó cho quý vị thấy. Này, cái đoạn này phải nói rằng là rất rất là đặc biệt, mà ít có một cái người Phật tử hay là một cái người thiện tín hay là một cái người tu hành nào mà có thể làm được, thưa quý vị. Chúng ta đọc truyện, chúng ta đọc tích truyện duyên sự, có những việc mà chúng ta có thể so sánh với ngay cái thời điểm mà tâm lý của chúng ta có thể như những cái tình huống ở trong cái duyên sự đó hay không. Mà là cái duyên sự này đâu phải là cái duyên sự không có thật. Đây, cái vị thanh niên nó suy nghĩ rằng, vì kiếp trước ta không bố thí nên kiếp này phải làm công không 3 năm ở nhà người khác để được một bát cơm ngon. Bữa cơm này chỉ hộ trì cho ta trong một ngày đêm mà thôi. Nếu ta đem cúng dường đến vị trưởng lão này, ắt nó sẽ hộ trì cho ta trong vô số 10.000 triệu kiếp. Thế thì ta sẽ dâng cúng nó đến ngày vậy. Một cái suy nghĩ phải nói rằng rất là chân thành, rất là chân thành. Quý vị, chúng ta đi làm công ở ngoài đời đó, chúng ta lãnh lương, chúng ta nuôi gia đình, và nhiều khi là nhất là trong cái thời điểm khó khăn, cái thời điểm mà dịch bệnh Covid này, ai cũng có bị, ai cũng tích trữ cho mình những cái vật, những cái thuốc thang để mà phòng ngừa cái sự cố xảy ra, giống như là những cái lúc mà cấm túc. Thì chúng ta có sẵn lòng để mà chia sẻ cái phần tích trữ đó hay không, với một cái đạo tâm, với một cái nhiệt thành, hay là chúng ta, hay là có những người đó, thưa quý vị, báo chí họ đưa tin, tuy rằng nhà mình rất là đầy đủ tích trữ, đầy đủ, có cái điều kiện đầy đủ để mà phòng chống, để mà ở trong nhà không có ra ngoài đường, nhưng vẫn sẵn sàng để mà xin thêm những cái hỗ trợ từ chính quyền, từ những người hảo tâm. Thay vì lúc đó chúng ta chỉ từ chối để mà cái phần mà từ thiện hay là cái phần hỗ trợ đó đến những cái người khó khăn hơn.
Đó là cái việc mà chúng ta từ chối cái phần hỗ trợ mà chúng ta có thể nào chia sớt cái phần tích trữ của mình đối với những người khó khăn hơn. Phải nói rằng đối với những cái việc làm đó rất là chân thành. Chỉ có những người có tâm rộng rãi, chân thành mới làm được cái việc đó mà thôi. Ở đây một cái thanh niên làm công đến 3 năm. 3 năm không phải là một thời gian ngắn. Để mà nhận lấy một cái ngày, một cái cơ hội để mà trải nghiệm một cái đời sống sung túc xa hoa trong một ngày, được thưởng thức cái món ăn ngon trong một ngày. Nhưng mà một cái suy nghĩ chánh đáng khởi lên, đó là bởi vì sao mình khó khăn như vậy, bởi vì sao mình nghèo khổ như vậy, bởi vì sao mình phải chịu cực chịu khổ trong 3 năm để mà hưởng có một ngày. Đó là do kiếp trước, cái thuở trước mình không chịu bố thí. Cái thuở mình không khởi lên cái sự rộng rãi, cái sự chia sẻ, chia sớt đến mọi người. Và đây là một cái điểm rất là tích cực, một cái điểm nhìn rất là tích cực. Cho nên á, bây giờ cơ hội đã đến, lập tức cái vị thanh niên Pattapattika này làm liền, không phải không để cho qua. Cho nên lập tức thỉnh ngài độc giác nhận bát, xớt bát cho ngài tất cả những cái món ăn mà mình có thành của mình trong 3 năm. Thì sau khi mà nhận bát đó, ngài độc giác ngài đã phúc chúc cho một cái đoạn kinh, một cái đoạn kệ mà bây giờ chúng ta rất là thường nghe chư tăng chúc. Mà Tịnh Đạt nói thưa quý vị, những cái bài kinh mà chưa tăng phúc chúc khi mà dùng cơm đó, đây là cái sự tích nè. Chúng ta nghe chúng ta cũng biết để mà khi mà nghe phúc chúc chúng ta rất là hoan hỷ. Đức Phật ngài độc giác ngài đọc là Ichi tăng pati tăng tuy hằng kiếp pa me wa sa me cha tu sa pe bu ren tu sang ka pa chan do pan araso yatha mani cho di araso yatha. Rồi quý vị nghe cái đoạn kinh này quen không? Tiếng Việt đó là: cầu xin cho các quả lành mà người đã mong mỏi cho được mau thành tựu đầy đủ đến người. Cầu xin những suy xét cho chân chánh cho đường tròn đủ đến người. Như trăng trong ngày rằm mã bằng trắng vầy, cũng như ngọc ma ni chiếu sáng rõ ràng, là ngọc quý bao. Các người đều rước như nguyện. Cái đoạn kinh này chúng ta nghe rất là thường đúng không? Đây là cái tích truyện mà chúng ta biết rằng cái đoạn kinh này ngài độc giác ngài đã phúc chúc cho cái vị thanh niên này bằng hai cái bài kệ. Tuy nhiên thì sau này chúng ta chỉ nghe một bài kệ và một cái câu kết. Chando panaraso yatha manicho tiraso yatha. Thì sau khi phúc chúc cho cái vị thanh niên Pattapattika này, ngài độc giác ngài đi về cái trú xứ của ngài và ngài chia sớt cái phần thức ăn đó cho những cái vị khác ở trên núi nữa. Cho nên công đức của cái việc mà bố thí của thanh niên Pattapattika này rất là lớn. Và cái kết quả hiện tại đó, mình không nói kết quả, chưa nói kết quả tương lai, mà kết quả hiện tại đó, thì cái ông bá hộ đó, cái ông bá hộ mà cho cái ông thanh niên Pattapattika một cái cơ hội sung túc một ngày đó, ông nghe cái gì ồn ào quá, ông nói chắc là thanh niên này trải nghiệm như thế nào, bà con la ó ồn ào quá. Thì khi mà tìm hiểu xong đó, thì ông này quá nể, ông bá hộ thiệt đó, ông nể quá. Ông nói từ trước tới nay ta sống trong xa hoa, ta có tài sản bạc ngàn, bạc triệu, bạc tỷ, nhưng mà ta chưa từng có một cái suy nghĩ cúng dường. Mà thanh niên này làm công không 3 năm mà có thể làm được như vậy rất là phi thường. Ông rất là nể. Và ông lập tức ban thưởng và chia nửa gia tài cho các anh thanh niên này. Quý vị thấy khiếp không? Vì cái việc làm phi thường đó sẽ được những cái... Ở đây thì đó là không phải là cái mục đích của cái vị thanh niên này. Nhưng mà cái ảnh hưởng của cái việc làm đó
làm cho cái ông Bá Hộ rúng động. Và hơn nữa đó là cái vị vua của kinh thành Varanasi đó, à, khi mà biết được cái sự việc này đó, thì ông cũng, đức vua cũng xin được cái chia cái phần phước báo đó, xin anh thanh niên chia phần một chút ít phước báo cho ông đức vua, và đức vua ngày ban thưởng nhiều cái của cải đất đai, và lập cho lập cái anh thanh niên Patapatika này trở thành một cái người bá hộ trong kinh thành. À, đó là một cái thành quả mà ở trong hiện tại và trong cái tương lai, đó là cái phát nguyện, à, thanh niên Patapatika khi mà cúng dường Phật Lục Giác, nó phát nguyện, có phát nguyện rằng xin được chứng đắc những pháp mà ngài Độc Giác ngài chứng đắc. Chính cái câu phát nguyện này đó là cái tiền đề để sau này là vị Sa Di Xú Khá 7 tuổi chứng đắc quả vị A La Hán với một cái tuổi đời rất là trẻ. Nhà đó là cái tiền đề. Thì cái buổi sinh hoạt chúng ta cũng không còn nhiều. Thì tịnh đại xin tóm lại cái ý nghĩa của bài kinh, câu kinh Kệ Ngôn Một Cú, Pháp Cú 145 này, chúng ta thấy rằng có hai việc. Đối với cái kiếp hiện tại của Sa Di Xú Khá đó, chúng cho chúng ta một cái bài học là bản thân mình là những người có cái trí tuệ, người có cái sự hiểu biết, người có thông minh, thì hãy cố gắng sử dụng cái trí tuệ thông minh